Hôm nay ở cái bãi xe của Bảo là nhập về rất là nhiều xe các bạn, nhiều xe. Dòng xe này là xe MG. Xe MG là cái dòng xe mà thương hiệu của Anh mà được Trung Quốc nó mua lại các bạn. Và bây giờ là hiện tại là ráp thì tại Thái Lan và nhập về là nhập về Việt Nam. Và những cái chiếc xe này giá cực kỳ rẻ, cực kỳ rẻ. Và trong cái tháng 5 này là khuyến mãi dữ lắm các bạn. Khuyến mãi hôm nay Bảo sẽ review quay một cái chiếc xe mà cái giá cực kỳ rẻ cho các bạn xem. Đây, cái con như cái con này là con MGZS. Đây các bạn, cái thương hiệu nè. Thương hiệu của Anh nè các bạn. Cái này nó mở nè, để ở đây cái này mình mở cốp lên. Cái cốp ở phía sau này cũng rất là rộng nè. Đó, bây giờ Bảo sẽ quay review cái con này cho các bạn xem. Đó, con này nó rẻ dữ lắm. Không, cốp sau rất là rộng. Xe mới tinh 100% luôn. Cái xe này là 5 chỗ. Máy của nó động cơ 1.5 mà hiện tại đang giảm giá cực kỳ trong tháng 5 này luôn. Quá trời rẻ luôn. Đó, nếu mà các anh em nào mà mua mà cái chiếc xe săn lùng mấy cái xe cũ thì mua mẹ cái chiếc xe Trung Quốc này đi cũng sướng lắm các bạn ơi. Xe mới luôn. Mà Bảo thấy nhiều người người ta đã trải nghiệm rồi. Người ta đã mua và người ta đã đi rồi, người ta cũng ok lắm. Option miên man luôn. Đó. Tắp ly nè. Ô màn hình nè. Giải trí 10 inch luôn nè. Rồi cái tắp lô nó nè, cái này là làm bằng da luôn các bạn. Túi khí, hai túi khí an toàn. Xe mới tinh thơm phức luôn. Một cái chiếc xe này á, một lát nữa Bảo sẽ báo giá cho anh em. Cái bản cơm của nó là 588 triệu. Nhưng mà thay vì các bạn mua cái bản cơm, hiện tại là giảm cho mình 120 triệu, chỉ còn có 468 triệu thôi đó. Mà cái bản tiêu chuẩn á là 538 triệu, mà bây giờ là người ta cũng chỉ giảm có 70 triệu thì cũng còn có cũng bằng 468 triệu, cũng bằng cái bản cơm. Thì thay vì mình mua bản cơm sướng hơn, đúng không các bạn? Và nếu mà các bạn mua qua cái số điện thoại Bảo để dưới thì Bảo sẽ tặng cho các bạn thêm một cái cam hành trình. Đó, một cái cam hành trình để anh em đi. Còn xe này thì nó cam lùi, cam này kia đầy đủ hết rồi. Vô lăng là vô lăng nhìn thể thao ha, nhìn cái vô lăng giống casting của Hyundai. Còn nó có chế độ là phanh tay điện tử nè, rồi chế độ auto hold nè đó. Rồi cái động cơ này là 1.5 mà mình nó chạy tiết kiệm nhiên liệu lắm. Nếu mà mình đi trong đường trường á là nó có 5.8 lít à. Đó là đi trong đô thị là 7.75, và nếu mà nó mình đi hỗn hợp á là 6.53 lít trên 100 km. Đây vô lăng đó nè, đây những cái phím bấm tích hợp lên đây hết. Nói chung là cái bàn thờ cũng đẹp, nói chung là nó thiết kế khá đẹp. Ở đây nó có cái lo cho mình, lo súp ở đây. Nói chung chiếc xe này cái form và mẫu mã nó giống CX5 như các bạn. Nó có hỗ trợ đổ đèo rồi nói chung là đổ ngang dốc rồi thắng đĩa ABS rồi nó full hết option luôn. Mà giá thì cực kỳ mềm, giá cực kỳ rẻ. Còn cái bản lắc á, thì hiện tại trên tay Bảo là trong tháng 5 này người ta cũng giảm 120 triệu luôn. Tức là bây giờ là bản cái niêm yết của nó là 638 triệu, mà bây giờ chỉ còn có 518 triệu thôi. Đó thì các bạn cứ ở tỉnh các bạn cứ áp vào cái thuế, áp thuế vào thôi. Đó, áp thuế 10% vào. Có nhiều tỉnh áp 12% thì nó ra cái giá xe lăn bánh thôi. Ở trên này nó có cho mình một cái ba ga. Bảo rất thích cái này, biết sao không? Mình bắt cái miếng băng, miếng tăng á, kéo ra đi chơi đi phượt là cũng được nữa. Quá, hoặc là mình bắt thêm một cái ba ga mui lên. Chiếc xe này nói chung là với cái tầm tiền này mới lăn bánh mà lăn quanh 500 triệu đó. Các bạn có cái chiếc xe mà quá trời đẹp. Đấy. Mở cái khoang động cơ lên coi nó thế nào. Hiện tại thì ở đây nguyên cái bãi xe ở đây, xe toàn xe mới nhập về hết. Đây cái động cơ đó nè các bạn. Đây. Bình ắc quy zin theo xe. À. Đây là hệ thống dầu trợ lực. Cái này là nước rửa kính. Cái này là mình để mình châm nhớt, đó ti nhớt. Cái động cơ là DVVI. Đó.
DBVT. Nói chung là mình bảo không, mua xe cũ, mình mua xe cũ rồi mình quen review mấy cái xe cũ rồi, mà bây giờ cái sang cái xe mới này á, không biết cái gì là review máy của nó 1.5 đó. Mới tin máy của nó nằm nằm ngang chứ không phải nằm dọc đó. i4 mà nằm ngang đó. Cái hộp số nó nằm đây đó, dẫn động cầu trước vậy thôi, xe mới mà. Thì bảo thì chưa có trải nghiệm cái chiếc MG này, nhưng mà theo một số đánh giá anh em đã từng mua rồi đó, thì nói chung là người ta chạy là khá ok, và người ta với cái giá tiền rẻ người ta cũng chấp nhận được các bạn. Chấp nhận nó, ví dụ như bây giờ cái giảm sốc của nó hơi yếu, nhưng mà bù lại những cái option của nó miên man luôn. Đùng đóng cửa chắc nịch ta. Đấy. Đóng cửa ngon lành. Đó. Xe phom dáng đẹp luôn, giống như CX5 luôn các bạn. Đó, chỉ có cái thương hiệu. Nhiều khi anh em mình chạy xe mà cứ nhìn cái thương hiệu người Việt mình, quan trọng xe đó còn ngon ok là được. Với cái giá chấp nhận, thay vì mua chiếc một cái chiếc CX5 nó gần cả tỷ bạc, lấy chiếc này hoặc là chiếc CRV bây giờ giá của nó cũng 900 mấy triệu, gần 1 tỷ rồi đó. Mà bây giờ mình với cái tầm tiền tài chánh này, các bạn đừng có nên mà thấy người ta cái đồ mà mua cái là vay thêm tiền. Bây giờ tài chánh mình có bao nhiêu mình mua nhiêu thôi, mình vay làm gì, vay bắt đầu các bạn trả góp rất là mệt. Đây các bạn nè, mua xe chạy dịch vụ cũng được, cái chiếc này chạy dịch vụ cũng được đó các bạn. Đó, bây giờ anh em nào mà mua xe đó thì liên hệ với Bảo, số điện thoại Bảo để ở bên góc trái màn hình đó, thì Bảo sẽ giảm cho anh em 120 triệu và tặng cho anh em một cái camera hành trình. Anh em gọi ngay cho Bảo tư vấn cho nha.